Đình Trọng sẽ sang Singapore điều trị chấn thương dây chằng. Mới đây, câu lạc bộ Hà Nội và Đình Trọng đã chốt kế hoạch điều trị chấn thương cho anh. Theo đó, trung vệ người đa tốn Gia Lâm sẽ được phẫu thuật chấn thương dây chằng tại bệnh viện Parkway, Singapore. Hiện tại các bác sĩ ở đây đang tiến hành hội trần và đưa ra phương án điều trị tốt nhất cho cầu thủ sinh năm 1997. Dự kiến sau ngày 20 tháng 6, Đình Trọng sẽ sang Singapore bắt đầu chữa trị. Đình Trọng gặp chấn thương rất nặng trong trận đấu vòng 12 V-League 2019 giữa Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ Hà Nội diễn ra vào chiều 31 tháng 5 trên sân vận động Pleiku. Kết quả chẩn đoán cho biết trung vệ này bị đứt bán phần dây chằng chéo trước, dập dây chằng bên mác. Ban đầu, đội bóng thủ đô đưa ra hai phương án điều trị cho đình trọng là sang Hàn Quốc hoặc Singapore. Liên đoàn bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã có sự hỗ trợ bằng cách liên hệ với những bệnh viện tốt nhất ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, câu lạc bộ Hà Nội và Đình Trọng đã quyết định chọn Singapore là nơi điều trị. Nếu quá trình phẫu thuật và trị liệu phục hồi diễn ra thuận lợi, trọng ỉn sẽ trở lại sau 6 tháng nữa. Việc đình trọng chấn thương không chỉ là tổn thất cho câu lạc bộ Hà Nội mà còn cho các cấp đội tuyển quốc gia như đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu SEA Games, vòng chung kết U23 châu Á hay đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2022. Thiếu đình trọng ở vòng 13 V-League 2019, câu lạc bộ Hà Nội còn thiếu sự phục vụ của trung vệ Đỗ Duy Mạnh do án treo giò vì nhận đủ 3 thẻ vàng đội bóng thủ đô còn phải đối mặt với lịch thi đấu khá dày giữa giải quốc nội và cả đấu trường AFC Cup 2019. Ngày 13 tháng 6, Hà Nội FC tiếp đón câu lạc bộ Sài Gòn trên sân nhà hàng đẫy.